vũ khí ngay tận thế bí mật giúp nga mãi trung trung vừa qua các phương tiện truyền thông mỹ đã nói về vũ khí ngay tận thế của nga là các tàu ngầm hạt nhân chiến lược mang tên lửa đạn đạo hoặc tàu ngầm hạt nhân tấn công mang tên lửa hành trình trong đó nổi bật là các tàu ngầm hạt nhân lớp bori nga đang sở hữu thứ vũ khí đích thực của ngay tận thế tạp chí mỹ national interest lợi ích quốc gia thông báo khi đề cập đến tàu ngầm chiến lược chạy bằng năng lượng hạt nhân mang tên lửa đạn đạo liên lục địa lớp là chiếc yuri don Koduki của nga Chiến hạm đầu tiên của đề án 955 lớp Bori mang số hiệu K-535-Yuri Dolgoruki là tàu ngầm tên lửa chiến lược hiện đại lớn nhất của hạm đội Nga. Tám tàu ngầm thuộc lớp Bori là đủ để đồng thời tuần tra cả hai đại dương, Thái Bình Dương và Bắc Băng Dương. Tờ báo Mỹ đưa tin, hồi cuối tháng 5 năm ngoái, tàu ngầm Nga đã tiến hành cuộc phóng bốn tên lửa đạn đạo RSM-56 Bulava từ Biển Trắng theo thao trường Kura ở Kamchatka, khi đó, những quả tên lửa đạn đạo đã vượt qua cự ly khoảng 3.500 dặm để tiêu diệt mục tiêu. Thêm nữa, Bulava bay theo quỹ đạo phức tạp khiến cho việc đánh chặn nó là cực khó. Những thử nghiệm đã cho thấy quả tên lửa nặng 40 tấn này có thể vượt qua được khoảng 40 dàn pháo phòng không với hỏa lực đánh chặn dữ dội. Tạp chí National Interest lưu ý rằng nếu so sánh tàu ngầm Nga với các mẫu tương tự của Mỹ, Trung Quốc, Pháp, Anh và Ấn Độ, thì Yuri Dolgoruki, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ triệt hạ các thành phố của kẻ thù ngay cả khi những lực lượng hạt nhân khác bị phá hủy trong đòn tấn công đầu tiên chính vì thế tạp chí mỹ cho rằng cần phải gọi yuri dongoruki là vũ khí đích thực của ngày tận thế trong cuộc phỏng vấn của sputnik chuyên gia lịch sử quân sự sergei chenik tổng biên tập tạp chí military crimea cho biết rằng quả thật là như vậy yuri dongoruki thực sự là đề án của ngày tận thế giả sử như có kẻ dán đòn tấn công hạt nhân từ mấy hướng vào lãnh thổ nga thì các tàu ngầm như Yuri Dolgoruki là chủ thể cuối cùng còn sống sót và vẫn thừa sức gián trả nhanh chóng đến mức vô hiệu hóa xóa sổ chủ thể hạt nhân đối phương, làm kết quả tấn công bằng không. Theo ông, sức mạnh, tốc độ và hiệu suất của đòn đánh từ Yuri Dolgoruki sẽ làm nhục chí hạ nhiệt hung hăng của bất kỳ kẻ thù nào định tấn công vào lãnh thổ Nga. Viễn cảnh cả hai bên cùng chết khiến những kẻ thù dù là mạnh nhất thì cũng phải chung tay. Khả năng làm việc độc lập suốt trong gần 3 tháng giúp tàu ngầm Nga có thể ở ngoài bờ biển của kẻ thù trong thời gian dài, nhưng bí mật không bị lộ. Trong thời gian đó, thủy thủ đoàn hoàn toàn có thể duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu bình thường. Vì thế, nhận xét về vũ khí ngày tận thế không gì khác hơn là nỗi sợ hãi khi nhận thức được mối đe dọa tự thân nếu bỗng nhiên họ nảy ra ý tưởng điên rồ là tấn công vào Nga. Đơn giản là những quả tên lửa có thể đè bẹp mọi sự hung hăng của bất kỳ kẻ xâm lược nào. Theo quan điểm của ông, bài viết trên các phương tiện truyền thông Mỹ càng chứng tỏ nỗi hoảng sợ của phương Tây trước sức mạnh tổ hợp công nghiệp của Nga. Phương Tây đã thấy sợ hãi bởi vì dường như ngành công nghiệp quân sự Nga vốn đã bị phá hủy sau thập niên 90, bây giờ đột nhiên hồi sinh và bắt đầu bổ sung sức lực. Tàu ngầm Yuri Dolgoruky-Lobory là sản phẩm thuộc đề án 95 năm thập niên 90, mẫu cuối cùng được làm ở Nga trước khi tổ hợp công nghiệp quân sự của Liên Xô sụp đổ. Có lẽ người ta đã mong bẻ gãy nước Nga để những đề án đó không bao giờ ra đời nữa. Thế nhưng đã không phải như thế theo đà phục hưng của nước Nga, tổ nghiệp công nghiệp quân sự của Nga đã hồi sinh vào những năm 2000, và đề án Burei cũng bắt đầu cuộc đời mới. Trong những năm gần đây, từ đề án này bắt đầu nhận được các vũ khí tên lửa đạn đạo liên lục địa mới, trợ SM-56 Bulava đã vượt qua thử nghiệm thành công. Tàu ngầm lớp Buri và tên lửa Bulava đã trở thành cặp song sát lợi hại nhất của Nga, là cú phản đoàn hạt nhân cuối cùng nếu ngày tận thế với Nga xảy ra, khiến nó cũng trở thành ngày tận thế của đối phương. Nếu như, như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.